Bạn có biết phụ nữ sợ nhất điều gì không? Họ không sợ một cuộc sống khó khăn, cũng không sợ một công việc vất vả, càng không sợ bản thân mình già đi mà trở nên xấu xí. Mà cái mà họ sợ nhất là khi họ đã cho đi tất cả, nhưng cuối cùng ngay cả một trái tim chân thành cũng không